Do nắng nóng liên tục kéo dài, nhiệt độ cao vào chiều tối hôm qua tại 3 tỉnh Bắc Trung Bộ bao gồm Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình đã xảy ra 3 vụ cháy rừng liên tiếp. Vào lúc gần 11 giờ hôm qua, một đám cháy lớn đã bùng phát trên địa phận thôn Cửa Phù, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Do thời tiết nắng nóng gay gắt, gió lớn nên ngọn lửa đã bùng phát nhanh và lan rộng ra khu vực rừng phòng hộ ven biển xã Bảo Ninh. Sau 6 giờ chữa cháy, ngọn lửa mới được khống chế. Đến 18 giờ 30 lại xảy ra một đám cháy tại khu vực rừng giáp ranh giữa phường Sông Chí và phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Hàng trăm người thuộc các lực lượng đã được huy động đến hiện trường tham gia dập lửa. Diện tích rừng bị cháy chủ yếu là gỗ thông, thực bì dày. Đến 21 giờ tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An lại có một vụ cháy ở khu vực phía tây rừng thông thuộc chân núi Dũng Quyết. Do trời nắng nóng nhiều ngày kèm theo gió to thổi từ hướng tây nên ngọn lửa lan nhanh sang khu vực lân cận. Thành phố Vinh đã huy động 2 xe cứu hỏa cùng hàng trăm chiến sĩ đến dập lửa. Tuy nhiên, việc tiếp cận đám cháy khá khó khăn do khu vực cháy gần với nhà dân. Sau khoảng 1 giờ đồng hồ, đám cháy đã được các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy khống chế. Bấm